xuân để chờ đợi một ai đó. Và cũng có những người dành trọn cuộc đời của mình để chăm sóc, nuôi dưỡng những đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi, không cha, không mẹ. Và đó cũng chính là câu chuyện mà mẹ anh muốn chuyển đến quý vị trong chuyện tử tế ngày hôm nay. Câu chuyện của người cha của hơn 80 đứa trẻ tại mái ấm tình thương Phúc Lâm. Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Ngọc Phương là họ và tên đệm của hơn 80 đứa trẻ sống chung một mái nhà. Đó chính là mái ấm tình thương Phúc Lâm. Và các con đều có chung một hoàn cảnh. Năm 2008, ở lúc đó đi làm về, trên đường về thấy ở bãi rác có một đứa bé kiến cắn nát hết hình hài, cắn từ mắt tới miệng tới mũi, nó cắn hết. Thầy không ai thấy lụm hết trơn. Thấy đứa bé từ nó thôi để lụm về, nếu bé mất thì chôn bé. Nhưng về đưa vô bệnh viện cắt rốn sau chữa bé lành. Lúc đó mới nổi lên cái lòng yêu thương, thôi nguyện rằng là thôi hai anh em sống vậy để nuôi bầy con. Từ đó, cứ mỗi khi nghe ở đâu có em nhỏ bị bỏ rơi, từ lề đường tới những bệnh viện, anh Lâm và em trai của mình là Nguyễn Văn Phúc đều sẵn sàng có mặt đón các con về mái ấm của mình, rồi báo với chính quyền làm đầy đủ giấy khai sinh và các thủ tục hành chính. 2016 là 13 ngày mà mình lụm được 10 đứa con chưa rụng rút. Giật mình luôn, không biết sao mà tự nhiên có 13 ngày mà 10 đứa con quấn để 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đứa nằm một loạt vậy đó. Ngồi lắc đầu không mà kêu chết, kiểu này chắc chết luôn á. Nhưng mà điều cái mình thản nhiên vui vẻ là tự nhiên mình hạnh phúc. Nhưng mà điều cái là thấy rất là thương khi bé đến trường về nói cha ơi bạn nói con mồ côi. Thì lúc đó tự nhiên lúc đó làm như cái tâm trạng đang bù rồi sao cũng rớt nước mắt với con luôn. Nói một câu là cha có cha Lâm cha Phúc rồi, con không mồ côi đâu. Mai mốt bạn có hỏi thử nói là mình có cha Lâm cha Phúc không mồ côi. Hạnh phúc nhất là khi lụm bé về là cái sự sống bé chỉ còn có mấy phần thôi, mấy phần trăm thôi. Nhưng mà mang ra chữa bệnh xong xuôi rồi mang về nhà cho bé bú sữa, rồi bé nở nụ cười, rồi bé biết lật, bé kêu tiếng cha là hạnh phúc đó. Là cái hành trang mà vượt qua những cái lúc mà khổ nhất, mà có lúc mà vượt qua không nổi, nó nở nụ cười, nó kêu cha ơi. Đó là cái hạnh phúc nhất trong đời. Tuy rằng mình là một người cha thật, nhưng mà chưa chắc mình đem hết cái tình yêu thương giống như một người cha ruột và mẹ ruột. Lâm cũng hy vọng rằng tất cả cha mẹ mà có cái video này hãy cố gắng tìm về cái nơi mái ấm tình thương này, nhìn lại những cái mảnh đời mà ngày xưa vứt bỏ. Hãy mang cháu về, dang vòng tay cùng với anh Lâm cho các cháu bước vào đời giống như ba đứa trẻ khác. Ước nguyện anh Lâm là vậy. Em đi về là nó ở trong phòng em mà nó không xuống. Ở phòng em có mấy vi tính nên nó chơi game. Vì ở đây là thầy có lẽ là cuộc đời của thầy nó có duyên với lại các cháu, là khi thầy lượng hoàn toàn các cháu là chưa có rụng rút. Các bé sơ sinh là nhiều hơn, phần đa số là tới 100 đứa con, nhưng trong đó là nó khoảng chừng 60 cháu là nó chưa rụng rút. Khoảng trong cái 60 cháu đó nó có khoảng mười mấy cháu là nhau với đứa trộn cho cái rác móc từ cái rác ra. Rồi trong đó có cháu thì có người phụ nữ người ta đi lên được người ta sanh, rồi người ta để đứa bé trong bồn cầu, rồi thầy hốt ra. Rồi có cháu thì bị con chó nó tha, rồi có cháu thì kiến cắn nát hết hình hài, nó còn nhau còn húng. Thì thật sự mà nói tới giây phút này thì 100 đứa con thì nó tại 41 bé sơ sinh, còn lại là 59 bé từ 2 tuổi cho tới là 14 tuổi. Nên ra là bây giờ thầy cho được tổng cộng là tất cả là 50 cháu đến trường. Thật sự cái mái ấm tình thương Phúc Lâm hiện tại bây giờ nói khó khăn cực kỳ khó khăn. Khó khăn thứ nhất là bây giờ thầy cho các cháu nó đến trường hết.
rồi cho cái môi trường sống của các cháu thật là trong lành. Nên ra là các cháu nó đến trường thì chi tiêu ăn học, rồi thuê tất cả các cô bảo mẫu chăm các cháu. Thì mình cũng mong rằng nếu mà có video clip này mà em đưa lên, mà mạnh thường quân nào mà biết được mái ấm tình thương Phúc Lâm, hy vọng đến trực tiếp mái ấm tình thương Phúc Lâm, thăm mái ấm tình thương và các cháu ở đây như thế nào. Rồi mong rằng tất cả các mạnh thường quân hãy mở lòng từ bi của mình, chia sẻ với thầy, giống như cho thầy xin một cơ hội để thầy có điều kiện để cho các cháu nó vào đời. Thì tất cả các cháu ở đây là sinh ra là vừa chào đời là mất đi cái tình mẫu tử, mà không biết cái nguồn gốc đó là cha mẹ mình xuất xứ từ đâu. Thì mong rằng qua cái chương trình này, mong tất cả các mạnh thường quân đến đây để cuộc sống của các cháu rồi chung tay với thầy, để các cháu nó khi mà nó trưởng thành, nó bước vào đời, nó cũng giống được như bao đứa trẻ khác. Nếu có điều kiện thời gian mà cho phép, cuộc đời của thầy còn sống bao nhiêu thì đem hết cái sức khỏe của thầy và trái tim của thầy để dành nuôi các cháu. Thầy cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, cho con hỏi nữa là trong quá trình mà mình nuôi dưỡng tất cả các em là gần 100 em bé sơ sinh như vậy, thì những lúc mà bệnh đau ốm yếu thì cái này là mình có bác sĩ tại đây không, hay là mình tự tất cả phải tự chăm lo ạ? Tự túc hết tất cả các cháu ở đây hiện tại ở mái ấm là hoàn toàn tự túc hết. Các cháu có bệnh là phải tự đưa tới cháu tới bệnh viện, các nào nhẹ thì phải đưa tới phòng khám ở gần đây, còn các cháu nào nặng thì phải đưa lên bệnh viện là Đồng Nai hoặc là bệnh viện thành phố, là hoàn toàn là mái ấm tình thương này là hoàn toàn là tự túc. Vì đây là cái cơ sở bảo trợ xã hội ở nhà thầy tự phát, là cái tâm phải tự làm, rồi tự gia đình, rồi tự anh chị em, rồi chung tay vô. Rồi thời gian gần đây là từ đầu năm 2019 tới giờ thì thầy tham gia chương trình Thắp Lửa Ước Mơ, thì mạnh thường quân biết đến thầy. Từ khoảng 3 tháng nay thì cộng đồng người ta biết đến thầy. Và cái sự thành công của mái ấm tình thương Phúc Lâm ở đây là cảm ơn tất cả những cái cô mà bán ra ngoài chợ đã cho thầy một cơ hội, giống như cho thầy rau củ quả hàng ngày để thầy nuôi con thầy. Rồi cảm ơn chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện cho thầy để thầy có cái mái ấm tình thương Phúc Lâm này. Rồi cảm ơn tất cả mạnh thường quân trong quá trình đến đây chia sẻ đồng hành với thầy để nuôi các cháu. Dạ, con xin thay mặt cho công tập đoàn của công ty Matsuya xin chúc thầy có một cái cơ sở được vững mạnh hơn và được có nhiều mạnh thường quân biết đến để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn như thầy vừa nói. Như Đạo Phật ạ. Thay mặt các cháu xin cảm ơn lãnh đạo công ty và cảm ơn tụi em rất là nhiều đến mái ấm Lâm chia sẻ với thầy, giúp đỡ các cháu. Thầy xin kính chúc tất cả các lãnh đạo của công ty, công nhân viên ở công ty thật là nhiều sức khỏe, công ty kinh doanh càng ngày càng phát triển tốt hơn, thuận lợi tốt. Công nhân thì lúc nào cũng là được đầy đủ chế độ, công ty chăm lo cho đời sống nhân viên trong công ty. Chúc công ty lúc nào cũng thành đạt một cách mỹ mãn. Dạ, anh Đạo Phật. Con xin hoan hỷ chào thầy ạ. Dạ. Không tình thân cũng không máu mủ ruột thịt, các bạn nhỏ vẫn ngày một lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của cha Lâm tại mái ấm tình thương Phúc Lâm. Và hơn bao giờ hết, mái ấm vẫn luôn cần những tấm lòng của các nhà hảo tâm để trung tâm có thể chăm sóc các em một cách tốt nhất. Và mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ về mái ấm tình thương Phúc Lâm tại ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
thật ra thì các cụ thì mình đã thấy các cụ là kém phước. Dạ. Không có người thân mà lại không có ai chăm sóc. Thì cái suy nghĩ của tôi là mình không phải chỉ chăm sóc các cụ không, mà mình đem các cụ về đây để cho các cụ ở gần gũi với nhau, rồi các cụ chia sẻ những niềm vui nỗi buồn với nhau về cái mặt tinh thần, và để cho các cụ được an lạc. Bén duyên với công việc nuôi dưỡng chăm sóc người già neo đơn từ năm 2006 đến nay cũng tròn 11 năm. Bà Nguyễn Thị Hồng cũng như người thân trong gia đình mình coi các cụ như những người thân của mình. Thế nên mọi sinh hoạt của các cụ phải phụ thuộc vào người khác. Sáng là 2 giờ sáng là phải thức dậy. Thức dậy là mình vệ sinh mình xong xuôi là khoảng 2 giờ rưỡi là mình phải đi tắm các cụ. Tại vì thì tôi biết chắc khi mà nói mà tắm 2 giờ rưỡi chắc ai cũng phải ngạc nhiên. Tại sao tắm sớm vậy? Thì nhưng mà cũng như các cụ ở đây đa số là các cụ liệt nhiều. Ở đây là 7 giờ là các cụ đã ngủ rồi. Mà tới 2 giờ thì lúc đó là các cụ đã tiểu tiện tùm lum rồi. Lúc đó là các cụ đã mãn giấc, các cụ đã nhóm chờ rồi. Nếu mà mình không dậy thì các cụ sẽ tri trét tùm lum hết. Thì mình giờ đó mình cũng phải dậy. Khi mới bắt tay vào công việc này, người thân của bà ra sức phản đối, bởi ai cũng hiểu những khó khăn vất vả mà bà Hồng sẽ gặp phải. Đáp lại lời phản đối, bà Hồng lặng im, cần mẫn chăm sóc các cụ. Mưa dầm thấm lâu, người thân trong gia đình đã đồng lòng cùng bà làm công việc vất vả nhưng nhiều ý nghĩa này. Máy ấm má hai là cái tên trìu mến mà người dân quanh vùng thường gọi khi nhắc đến gia đình bà Hồng. Làm việc thiện bằng trái tim yêu thương, thế nên những nhà hảo tâm tìm đến bà cũng vô cùng chân thành, giản dị. Những ai tìm đến máy ấm của má hai chỉ cần nhìn thôi, không cần lời giới thiệu, họ đã hiểu được tấm lòng của những người đang hàng ngày làm việc nơi đây. Tại máy ấm má hai đang có nhiều hoàn cảnh éo le khác nhau, nhưng tụ chung lại là nỗi cô đơn khi tuổi cao sức yếu, các cụ không có tổ ấm cho riêng mình. Giờ đây các cụ có chung người thân là má hai Hồng, hàng ngày trò chuyện, chăm sóc, thuốc thang cho các cụ mỗi khi trái gió trở trời. Neo đơn người già dưỡng lão Phật giáo Hòa Hảo là cô hai Hồng này nâng đỡ mình Tết này nữa 3 năm rồi. Dạ, lý do mà tại sao bà vô đây nhà mình không còn người thân hay là sao bà? Mình không, còn một cô mẹ không có nhà cửa luôn. À, có một người mẹ mà không có nhà cửa luôn. Có mẹ có cha mà thất lạc hồi 1946. À, 1946. Bà hôm nay hiện tại là bao nhiêu tuổi rồi? 73 tuổi. À, bà 73 tuổi. Dạ. À, bà vào đây khoảng được bao lâu rồi bà, nhớ không? Tết này 3 năm rưỡi. Tết, cái Tết này nữa là bà được tròn 3 năm rưỡi. Dạ. Rồi mình vô đây mình nằm mình điều trị trong này mình thấy có thoải mái không bà? Ở đây là coi như không phải là chỉ bệnh để nuôi dưỡng người già. Dạ. Là đau, chừng nào đau có bác sĩ lại khám bệnh cho. Dạ. Dạ. Chứ ở đây trong này chỉ đi giúp đầu không lạnh thì cô hai cho thuốc. Dạ. Còn đau mạnh quá thì cô hai cho người nhà chở đi bệnh viện. Ờ, bà thấy bà ở đây và nằm ở đây được sống trong cái môi trường này thì bà thấy cô hai là người như thế nào bà? Cô hai với cô Tám nấu ăn, cô hai thì với trợ trên mặt thiết á, là cô hai nhưng đỡ mấy người già lắm. Là ăn ủi cho người già đừng có buồn thảm, đừng có nhớ ai hết, đừng có nhớ tư riêng gì hết, đặng những chuyên lo niệm Phật. Chuyên lo niệm Phật. Mới niệm Phật, chủ nhật niệm Phật mới gọi ra. Chào. Cảm ơn cháu. Dạ, con chúc bà sức khỏe nha. Dạ. Dạ, cô hai cho con hỏi là cái cơ sở của cô hai á thì được thành lập được bao lâu rồi cô hai? Dạ, nay là 13 năm. 4 năm đầu là quý ngoại ở chung một nhà. 9 năm sau là mới có riêng. Dạ. Thì hiện tại cái cơ sở của cô hai là có bao nhiêu cái hoàn cảnh của những người khó khăn và những người neo đơn, người già ở đây cô hai? Dạ, ở đây là 78 người, trong đó 30 ngoại liệt nằm một chỗ. Dạ, có 30 ngoại nằm liệt một chỗ. Hiểu được khi 100 một ngoại
mà liệt nằm một chỗ, không còn có khả năng để tự chăm sóc mình. Mà ở đây là 30 ngoại là như vậy thì mặc dù tôi không nói thì chắc quý vị cũng hiểu. Yeah. Yeah. Thì những lúc mà bệnh đau, ốm yếu thì cô Hai là người điều trị hay là có ai đến điều trị không cô? Dạ, ở đây có 2 tuần là có bác sĩ tới khám. À, có bác sĩ. Dạ, bác sĩ ở Bệnh viện Thống Nhất. À, Bệnh viện Thống Nhất. Dạ, dạ. Là cứ 2 tuần là người ta tới đây tới khám một lần. Dạ. Cho các cụ già. Dạ. Và cấp thuốc. Dạ, đúng. Nhưng mà ở đây hiện tại thì có một mình cô chăm nom các cụ hay là có nhiều Phật tử cùng chung tay với cô à? Dạ, ở đây thì chính là gia đình mình, giờ còn kế tiếp nữa là những đồng đạo, những mạnh thường quân người ta phát tâm đó, người ta sẽ làm tiếp.